Chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này á, thì bên trái cây thơm mùa Đắk Lắk có hướng dẫn cho bà con tại vườn về xử lý cái bệnh tình trạng là lá nó xanh vàng úa, với cây nó phát triển chậm, trái nó không được đẹp do thiếu một số vi lượng, đa lượng. Thì với clip này á, thì mình hướng dẫn cho bà con tại vườn xử lý về phân bón và thuốc sinh học cho cái cây chanh dây để nó hấp thụ tốt hơn và cho cái năng suất cao hơn. Thì với clip này á, thì mình khuyên bà con á, thứ nhất là cái khâu cào bồn, làm bồn cho cái chanh dây. Thì những clip trước mình có hướng dẫn cách làm bồn, như hôm nay mình làm trực tiếp vừa bón phân để phục hồi chanh dây và cào bồn. Thì cái việc cào bồn á, thì bà con nung cào khoảng bán kính từ 60-80, vì với chanh dây khoảng cỡ 6 đến 1 năm tuổi thì gốc này rất là rễ nó bám rất là ăn sâu vào bên ngoài, nên chúng ta khi làm bồn chúng ta làm rộng ra. Khi làm rộng ra chúng ta tiến hành bón phân, nói chung là bón ở phần ngoài là nhiều hơn cái phần ở trong, vì phần rễ con á nó ăn, với rễ cám là ăn ở ngoài nhiều nhất. Khi chúng ta bón xong á thì chúng ta tiến hành lắp lại. Thì cái việc lắp á, thì bà con để chống một số tình trạng, thứ nhất á, là gà việc rồi nó bơ ra, thứ hai là tạo độ ẩm cho cái gốc cây nó luôn được ẩm, lúc này nó sẽ tươi cây và có nhiệt độ, không bao giờ bị héo. Khi mà trời nắng nóng bất thường nó sẽ héo lá hay hiện tượng thiếu nước. Thì khi lắp á, thì bà con lắp bình thường thôi. Khi lắp xong thì chúng ta tiến hành tưới nước. Thì với clip này thì mình làm tới 3 giai đoạn. Thứ nhất á, là bón phân. Cái thứ hai là mình tưới nước. Tưới nước ở đây là kết hợp. Và cuối cùng á, là chiều mát mình sẽ hướng dẫn cho bà con phun luôn thuốc về sinh học trong bón lá trên cây. Thì đồng thời sau cái hiệu quả nó là tầm 15 đến 20 ngày. Chúng ta thấy rõ được cái hiệu quả trên cây trên dây nó như thế nào. Thì bà con cứ vui lòng xem hết cái clip đi, thì bà con thấy được cái quy trình làm của mình hướng dẫn bà con khi mà xuống vườn. Thì hầu như hiện tại mình đang tổng hợp dần dần các bệnh ở trên chanh dây khi xử lý tại vườn, để cho bà con những ai á mà chưa có kinh nghiệm xử lý á, thì chúng ta sẽ xem học hỏi. Đây là những kinh nghiệm mình chia sẻ với bà con, có thể những bà con có thể có kinh nghiệm để làm tốt hơn bên mình. Thì đây là phương pháp mình hướng dẫn, vì hiện tại cái chanh dây nó rất là nhiều bệnh. Vì thế nên bà con nên phòng từ lúc đầu, lúc mới trồng chúng ta nên phòng hơn thì nó sẽ tốt hơn. Đừng để nó khi nó bệnh. Thì khi nó bệnh chúng ta tốn rất nhiều nhân công, hoặc thứ hai là tốn rất nhiều tiền để mà chúng ta phòng và xử lý nó lại. Thì nếu thay vì đó lúc đầu bà con phòng thì nó sẽ rất tốn ít chi phí, không tốn nhiều, và nó sẽ lợi được cái nhân công. Và sau này khi mà cây nó hình thành giai đoạn kinh doanh thì sẽ rất tiện cho bà con. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip. Và bà con hãy đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Xin cảm ơn bà con.